Hello mọi người, hôm nay là sáng mùng 1 đấy. Ai may mắn lướt qua đây sẽ được may mắn như Cao Anh này. Hôm nay cảm thấy may mắn vô cùng. Hôm nay Cao Anh bay sang Mỹ. Và trên đường bay sang thì vào phòng thương gia. Và lần đầu tiên thì được một cô ở Vietnam Airlines bê đồ ăn ra cho tận nơi luôn các bạn. Chưa bao giờ, cả đời bay chưa bao giờ được ai bê đồ ăn ra bàn. Hôm nay được một cô bê cho đúng sáng mùng 1 luôn, may mắn không? Thế ra là cô biết thầy Cao Anh, cô hay theo dõi kênh. Khi mà cô ấy gặp thầy Cao Anh thì cô đưa người ra, cô nhìn một hồi, xong cô hỏi bạn cô là có phải thầy Cao Anh không. Cô đang ở vị trí đằng sau kia kìa. Nha, cảm thấy hôm nay mùng 1 rất là may mắn các bạn. Và khi hôm nay đi vào check in cũng may mắn luôn, vèo phát là vào được luôn, đi thì đường không tắc. Cảm thấy Hà Nội mùa thu thật là tuyệt vời. Nhưng mà phải chia tay Hà Nội đi rồi. Mọi người uống nước nha. Hôm nay là sáng mùng 1 đấy. Mùng 1 các bạn biết làm gì cho may mắn không? Nhà nào có bàn thờ ấy thì sáng mùng 1 lên lễ. Nhà của anh có linh quang điện mà. Nên sáng nay việc đầu tiên là lên lễ ở trên linh quang điện. Khi mà lễ thì cầu xin các chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh phù hộ cho chúng ta. Hôm nay Cao Anh cũng có xin cho các bạn đấy. Xin cho những người mà hôm nay may mắn lướt qua Facebook của Cao Anh thì một tháng gặp may mắn. Tháng này là tháng 10. Tháng 10 là tiệc ông Hoàng 10 đấy các bạn. Nếu các bạn ở Việt Nam thì các bạn nên đi lễ ông Hoàng 10 nhá. Cao Anh không ở Việt Nam nên là tháng này không vào ông Hoàng 10 được. Chào Nguyễn Sen, chào Nguyễn Út, chào Thúy Hồng, chào Hồng Đăng. Đang ngồi trong sân bay. Bạn có muốn ngắm một tí không? Đây. Sân bay. Đây người ta gọi là phòng chờ. Đợi bay, phòng chờ. Hôm nay may mắn được mấy cô tiếp viên Vietnam Airlines biết thầy Cao Anh nên là cho ăn đầy đủ, bê trà, bê đồ ra ăn nữa. Không ngờ Vietnam Airlines bây giờ nhiều món ngon quá các bạn ạ. Có phở này, ngon cực kỳ. Hoa quả cũng ngon. Cô mang trà tận nơi luôn. Đừng mà uống trà tận nơi. Rất thích. Lát nữa các bạn có thích đi ngắm ở trong phòng ăn của Vietnam Airlines một vòng không? Thích ngắm một vòng không? Cao Anh cho đi ngắm. Ở thành phố Hồ Chí Minh đi lễ ông Hoàng 10 ở đâu thầy? Có luôn. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh cũng có đền ông Hoàng 10 đấy các bạn ạ. Có đấy. Ông Hoàng 10 tuyệt vời lắm ấy. Bởi vì ông Hoàng 10 rất là gần gũi với chúng ta. Đấy, tại sao Cao Anh nói là ông Hoàng mời đông người đi lễ này? Trong tứ phủ ấy, người ta chia ra cấp bậc. Trong thờ tứ phủ ấy, thần chủ của đạo mẫu tứ phủ chính là mẫu. Đấy, mẫu thì chia thành bốn vị mẫu. Mẫu thượng thiên là cai quản cõi trời. Mẫu địa là cai quản đất. Mẫu nhạc là cai quản vùng rừng núi. Các bạn nghe này ghi nhớ nha, để sau này xin tài lộc cho dễ. Và mẫu thoải, thoải phủ là vùng sông nước. Có tứ bốn vị mẫu cơ. Bốn vị mẫu. Nhưng mà trong truyền thuyết bốn vị mẫu đấy thì có một vị mẫu thiên. Mẫu thiên ấy là mẫu không xuống giáng trần, mà mẫu ủy quyền cho mẫu địa, chính là mẫu Liễu Hạnh ấy, cai quản luôn hai vùng luôn. Nghĩa là vừa mẫu Liễu Hạnh vừa thiên vừa địa. Đấy, mẫu Liễu Hạnh ấy. Thì khi mà người ta đi lễ mẫu thì người ta xin được lộc tài, xin được bình an, xin được sức khỏe. Và các vị mẫu thì tối cao các bạn ạ. Nhớ các bạn biết là không phải ai cũng gặp được mẫu. Nó giống như trần gian của chúng ta ấy. Không ai cũng phải gặp được thủ tướng đâu. Không phải ai cũng gặp được thủ tướng. Có muốn gặp không tiếp cận được. Cả đời không bao giờ gặp được luôn. Đấy, cái đấy là do cái gì? Do là
các vị đấy cao quá, xa quá mà chúng ta không kêu với tới được. Bởi vì chúng ta có những người thấp cổ bé họng không kêu được tới đó. Đấy, thế thì dưới mẫu thì có ai? Nếu mà chúng ta cao quá không với được thì chúng ta với các vị chầu. Thì các vị chầu bà ấy, các vị chầu bà giống như thư ký của các vị mẫu ấy. Đấy, nếu mà chúng ta kêu không tới thì chúng ta kêu thư ký. Ở trần gian ấy, chúng ta gặp thủ tướng không được thì chúng ta gặp thư ký của thủ tướng. Thế thì gặp thư ký của thủ tướng cũng khó nha các bạn, không phải dễ đâu, khó lắm. Đấy, gặp khó vô cùng ấy, không phải ai tiếp cận được với thư ký của thủ tướng đâu. Đấy, trợ lý của thủ tướng đâu. Nên là các vị chầu ấy nó giống như các vị trợ lý của các vị mẫu. Nhưng mà chắc chắn là dễ hơn rồi, dễ hơn gặp mẫu. Bởi vì sao? Bởi vì một vị mẫu có mấy vị chầu cơ? Đấy, có 4 vị mẫu mà tới chầu chầu 10, chầu 11, chầu 12, có cả hàng chục vị chầu cơ. Đấy, nên là mỗi mẫu có mấy chầu phụ trách, như là giống như các trợ lý thư ký ấy. Nên là khi chúng ta mà kêu không tới, chúng ta đến các vị chầu chúng ta kêu nha. Sẽ có lộc. Cũng có chầu đệ nhất, chầu đệ nhị, chầu đệ tam, chầu đệ tứ không sai. Thì mỗi vị chầu ấy chúng ta cứ để ý là họ là chầu đệ mấy, thứ mấy thì chúng ta sẽ biết được công năng của các vị ấy là cái gì mà chúng ta xin nha. Ví dụ những người mà căn cao số nặng, căn cao số nặng thì người ta hay đi kêu chầu đệ tứ. Chầu đệ tứ là hách danh luôn mà quản cai đầu đồng ấy. Đấy, thì những người mà căn đồng số lính đi xin không phải hầu thì đến chầu đệ tứ có thể xin được. Hoặc là chầu đệ tứ gì Minh Tạ nhắc luôn, Tuyết Út nghe các anh nói để hôm nay biết được đi lễ mà có tài lộc. Hoặc là chầu đệ đang nói dở uống chén trà. Đang trên đường bay sang Mỹ này các bạn. Này, sáng mùng 1 may mắn này, được ăn hoa quả luôn. Rất ngon. Ăn xong quả này nói tiếp. Các vị chầu giống như thư ký ấy. Giống như thư ký và trợ lý của thủ tướng ấy các bạn. Các bạn nhớ chưa? Đấy, các vị thánh mẫu quyền lực như thủ tướng, có tứ vị, bốn vị mẫu quyền lực như tứ trụ của Việt Nam chúng ta ấy. Đấy, là người có quyền quyết định. Sau đó là đến các vị chầu, giống như các trợ lý của thủ tướng, giống như các trợ lý của chủ tịch nước. Có bốn vị mà, đúng không? Rồi dưới các vị chầu đó thì chúng ta thấy có ngũ vị tôn ông, năm ông quan lớn tượng trưng cho năm bộ trưởng. Năm bộ trưởng, quan lớn đệ nhất thượng thiên. Đấy, quan mặc áo đỏ ấy là quan đệ nhất thượng thiên, đấy là quan lớn đệ nhất nhá, tương đương như hàm bộ trưởng ấy. Quan đệ nhị thượng hàn màu xanh mùng rừng núi. Quan đệ tam thoái phủ là mùng sông nước. Quan lớn đệ tứ khâm sai, quan đệ tứ khâm sai đi tu, ngài ở trên trời. Khi mà ngài về thì không có phát lộc ban tài, mà ngài chỉ tiếp độ cho ông bà tổ tiên của chúng ta thôi, siêu độ siêu thoát để giúp đỡ chúng ta. Và quan đệ ngũ tuần tranh ở Ninh Giang ấy, Hải Dương ấy, quan đệ ngũ tuần tranh trong truyền thuyết chính là một cái người rất giống một cái vị tên là Cao Lỗ. Và Cao Lỗ là từ thời thành Cổ Loa đấy, là người mà sáng tạo ra cái nõ thần ấy, là ông Cao Lỗ đó. Và quan đệ ngũ tuần tranh thì sự tích của ngài dài lắm, nhưng tóm lại là ngài chuyên giải oan cho người khác. Và những người mà làm nghề binh nghiệp, công an, quân đội ấy, rất thích đến lễ ngài. Bởi vì ngài rất là hợp với nghề binh, nghĩa là độ cho nghề binh. Bởi vì ngài làm ra nõ thần mà. Các bạn biết là nõ thần là công cụ gọi là về công cụ hiện đại đầu tiên của người Việt Nam của chúng ta. Đấy, để chống lại quân xâm lược. Nõ thần ấy, nõ thần của ngài bắn một phát hàng trăm phát tên, hàng nghìn phát tên bắn ra. Nên Triệu Đà không xâm lược được là lý do của cái nõ thần đấy. Nên là những người mà làm nghề binh nghiệp ấy, người ta rất hay đi lễ quan đệ ngũ tuần tranh. Đấy, sáng mùng 1 mà đi lễ được quan đệ ngũ tuần tranh, xin công danh tài lộc, xin phù hộ độ trì thì tuyệt vời.
Thế thì nhớ nhá, năm vị tôn ông, năm vị tôn quan, năm vị quan lớn ấy, vai trò giống như năm bộ trưởng, mỗi ngày phụ trách một bộ. Đấy, chúng ta phải biết là ở Việt Nam của chúng ta hay bất cứ nước nào trên thế giới, ví dụ như chúng ta cần về xây dựng đúng không, thì chúng ta sẽ làm việc với bộ trưởng bộ xây dựng. Chúng ta cần về giáo dục thì chúng ta sẽ làm trưởng với bộ giáo dục đúng không, chúng ta cần y tế thì bộ trưởng bộ y tế. Thì năm cái ông quan lớn này á là tính năng của các ông khác nhau, nên là khi mà chúng ta cần việc gì ấy, là phải biết tìm được cái vị quan lớn nào mà xin. Nó giống như chúng ta làm đơn lên cái bộ nào ấy để mà chúng ta xin lộc xin tài cái bộ đó, các bạn nhớ nhở. Con đang đăng ký nhờ thầy giúp đấy. Nguyễn Lan, thầy đang trên đường sang Mỹ rồi, đang trong sân bay rồi, chuẩn bị bay rồi. Dưới năm vị bộ trưởng đó, các bạn nhớ, dưới năm vị quan lớn thì đến là gì, đến các vị hoàng đấy, các vị hoàng hoàng tử ấy và các cô. Ví dụ như tháng 9 vừa rồi có cô 9 Sòng Sơn ấy, cô 9 đấy, các cô đệ nhất, cô đệ nhị, cô đệ tam, cô đệ tứ, nghĩa là các cô này. Rồi các ông hoàng, ông hoàng thì có ba ông hoàng rất là nổi tiếng và hay độ cho chúng sinh, chính là ông hoàng ba, ông hoàng mơ ấy, ông hoàng ba, ông hoàng bảy ở Hà ở Lào Cai, và ông hoàng 10 ở Nghệ An. Và tháng này, hôm nay ngày mùng 1 là ngày, là tháng của ông hoàng 10, ngày khánh tiệc là ngày chính ấy, là ngày mùng 10 tháng 10 là khánh tiệc ông hoàng 10 các bạn. Và ông hoàng 10 thì rất là linh thiêng và rất là gần gũi chúng ta, dễ độ cho chúng ta, bởi vì ngài là chức bé hơn các quan lớn đúng không, không phải bộ trưởng đấy. Ngài giống như là, nếu mà xét về cấp bậc ấy, ngài giống như cục trưởng thôi, cục trưởng thôi, nên là chúng ta gặp dễ hơn, gặp dễ hơn, chúng ta xin dễ hơn, ngài gần gũi hơn với chúng ta. Nên là tại sao mà tín ngưỡng thờ các cô và các ông hoàng ấy rất là nhiều người theo, bởi vì nó gần gũi với người dân, ai cũng có thể tiếp cận được, ai cũng có thể xin tài xin lộc được nha các bạn. Đấy. Còn những cái đền mà quan đền lớn hơn ấy thì mọi người ít tới, ít lui tới. Bởi vì sao? Bởi vì cao quá với không tới. Thầy lại đi học rồi Nguyễn Lan. Thầy lại đi rồi, đang sân bay rồi đây này. Rồi, vậy là tháng 1, mùng 1 tháng 10 này nhá. Nếu mà các bạn có điều kiện thì vào đền ông Hoàng 10 các bạn lễ. Nếu các bạn không có điều kiện thì làm gì? Nếu các bạn không có điều kiện thì làm gì? Nếu không có điều kiện thì chúng ta ấy, đấy, trong tâm chúng ta ấy, hướng về ông, nhờ ông độ cho. Hoặc là nếu mà không nữa thì chúng ta có thể nhờ các thầy của mình làm hộ việc đó, lễ ông Hoàng 10 cho. Nhưng mà ngày hôm nay thì các anh đã lên Linh Quang Điện để xin cho tất cả các bạn rồi. Nếu bạn nào mà cảm thấy chưa được đi ông Hoàng 10 thì ngày hôm nay thì các anh trước khi ra sân bay cũng đã cúng xin cho mọi người rồi, xin cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa rồi. Xin ông Hoàng 10 phù hộ độ trì cho tất cả các bạn may mắn hôm nay xem live này và chia sẻ live này, được ông độ cho tháng 10 bình an. Sao xanh, khi nào thầy về thành phố Hồ Chí Minh? Thầy chưa có lịch đâu, bởi vì thầy đang còn học ở bên này 5 năm nữa cơ các bạn. Thầy về có gặp ai đâu mà Võ Thị Mến. Thầy về Việt Nam không gặp ai cả. Thầy đang đi học, tập trung học hành nghiêm túc. Tập trung học hành nghiêm túc. Chào Trần Mai Sương. Chào Lê Thị Bích Hồng. Chào Len Phạm. Hôm trước thầy về đi đền cô 9 đấy thôi. Thầy thích đi đền ông Hoàng 10 lắm nhưng mà vì bận nên là không đi được đấy. Nên là phải quay sang để học tập tiếp. Chào Gia Tú.
Thế bây giờ nếu mà chúng ta bạn nào mà xem được like này á là Cao Anh đã xin ông Hoàng 10 cho các bạn rồi nha. Hôm trước đã xin rồi. Đấy. Các bạn nếu mà cảm thấy lời Cao Anh nói chưa đúng thì lúc nào rảnh Cao Anh tung video cúng cho các bạn xem. À, sự đóng góp của các bạn, comment của các bạn, sự đóng góp của các bạn thả tim like á là cũng là một điều mà giúp cho Cao Anh fanpage của mình thành công rồi và lan tỏa đến mọi người rồi. Đấy là một điều, một món quà vô giá cảm ơn rồi. Nên các anh cảm thấy rất là hạnh phúc khi có nhiều người follow mình, xem kênh của mình và chia sẻ các nội dung đấy. Cũng chẳng cần gì hết, chỉ cần mọi người thả tim like được rồi. Thầy có thấy Trung Nguyễn? Cảm ơn thầy nhiều, chúc thầy lên đường bình an mạnh khỏe. Ok. Thế thì những người ở nước ngoài thì đến tiệc ông Hoàng 10 thì làm gì? Những người ở nước ngoài thì không phải nơi nào nước ngoài không có đền. Có những nơi có điện thờ Tam Tứ Phủ, nhưng có những nơi không có điện thờ Tam Tứ Phủ, không có đền ông Hoàng 10 đâu các bạn. Nên là hôm nay chia sẻ với các bạn nha. Nhân duyên ấy thì các anh gặp một 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 gia đình ở bên Mỹ này, ở một cái bang ở gần ở Georgia ấy, ở Georgia thì chị này chị mua được khoảng 6 acre. Đấy, khoảng nghĩa là phải cả chục cái mấy khoảng mấy hecta ấy. Thế là chị muốn xây một cái đền thờ và cái chùa ở trong đó. Thì cái chùa ấy thì chị sửa lại cái nhà cũ ở trong đấy làm chùa rồi. Còn cái đền ấy thì chị muốn Cao Anh tư vấn cho chị ấy để xây một cái đền thờ Tam Tứ Phủ, thờ Tứ Phủ ấy ở bên Mỹ, ở bang tiểu bang Georgia ấy. Nên là ở Mỹ các bạn nhớ Georgia là sắp có đền thì các bạn đi lễ rồi nha. Cao Anh sẽ đến giúp chị ấy xây cái đền đó. Đấy. Khu đấy rộng lắm, có cả hồ luôn. Để cho những người mà ở nước ngoài không có điều kiện thì vẫn đi lễ được. Các bạn đồng ý không? Đồng ý không? Mong muốn ở Cao Anh là muốn lan tỏa những cái gì là văn hóa, là cội nguồn của dân tộc của chúng ta đến với những người Việt của chúng ta trên khắp thế giới. Ngày xưa thì tư tưởng của chúng ta là một đất nước nhỏ bé, nhưng bây giờ tư tưởng của đất nước của chúng ta khác rồi các bạn. Chúng ta không nhỏ bé nữa, chúng ta không hề nhỏ bé. Bây giờ phải là tư tưởng toàn cầu hóa. Có nghĩa là mọi nơi có thể là nhà, mọi nơi có thể là quê hương của mình. Nên là khi mà chúng ta đi đến đâu, chúng ta mang thần thánh của chúng ta đi đến đó, chúng ta phụng thờ thì chúng ta cũng được độ mà, đúng không? Chúng ta mang cái văn hóa gốc bản địa của chúng ta đi đến đó người ta rất thích. Cao Anh là người sống ở Mỹ cũng lâu rồi đúng không các bạn? Ở bên đó ấy, người ta chỉ thích văn hóa bản địa thôi. Có nghĩa là ví dụ người Việt Nam, văn hóa của Việt Nam là gì? Họ rất là thích. Họ muốn nghiên cứu về Việt Nam chúng ta. Họ muốn chúng ta phát huy những cái truyền thống văn hóa đó. Họ chỉ thích cái thế thôi, chứ họ không thích cái gì nó hiện đại vẻ. Mỹ là không thích. Họ có thích bản sắc dân tộc của chúng ta cơ. Nên cái gì càng bản sắc, càng dân tộc, càng bản chất, càng cái gốc của chúng ta họ càng yêu mến. Chứ không phải học theo họ đâu. Nhớ, sang Mỹ sống nhưng chưa chắc phải là học Mỹ, mà sang Mỹ sống là mang văn hóa của Việt Nam sang đó sống ấy, họ thích hơn là dùng văn hóa Mỹ. Họ thích như vậy, họ thích những cộng đồng như thế. Thì chúng ta thấy là chúng ta mang được cái gì ra nước ngoài? Chúng ta mang được áo dài Việt Nam ra nước ngoài này, đúng không? Chúng ta mang được âm nhạc của Việt Nam ra nước ngoài này. Chúng ta mang được một số các vị anh hùng dân tộc ra nước ngoài để thờ phụng nha. Ví dụ như là Đức Thánh Trần chẳng hạn, là các anh thấy là một số nước mang Đức Thánh Trần ra thờ rồi. Đấy. Một số nơi có này. Ở Mỹ là mấy nơi là rất nhiều nơi thờ Đức Thánh Trần. Đấy, Trần Hưng Đạo ấy các bạn. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ấy. Cửu Thiên Vũ Đế là người trông chín cửa trời, công nhận uy lực thật. Đấy, người Việt đi đâu cũng mang Đức Thánh Trần đi thờ và xem Đức Thánh Trần độ mệnh cho chúng ta. Rồi ở đâu nữa người ta sẽ bắt đầu lập điện thờ. Ở bên này nhiều điện thờ của nhiều nhà lắm, nhưng mà nó không theo cái mô hình của Việt Nam được. Ở bên này, ở Mỹ, nếu mà các bạn dùng nhà của các bạn để các bạn lập điện ấy,
Đấy, thì các bạn xin sửa cấu trúc rất là khó, trừ khi có một dự án đàng hoàng. Đấy, xây đền chùa, duyệt được cấu trúc thì mới xây được đúng cái form như vậy. Nên là điện thờ ở bên này trông như nhà bình thường thôi. Cảm ơn Nguyễn Hữu Linh. Thì bên bên Mỹ này cũng nhiều người xây điện thờ lắm nha. Các anh cũng đến thăm một số nhà rồi. Và họ phối thờ cũng nhiều thứ lắm, chứ không phải thờ mình tứ phủ như mình không. À, hôm vừa rồi thì có một đệ tử cao anh đến gặp và muốn lập điện thờ. Đấy, thì hôm cao anh mới nói với bạn rằng là bảo thầy giờ hướng dẫn cho con để con lập cái điện. Thì cao anh bảo đi về đi, ngày mùng 1 tháng 10 á thầy sẽ chia sẻ việc đấy cho chia sẻ. Thế thì nhiều người biết là hỏi là bí quyết gì mà thờ phụng được độ nhiều. Thì các bạn biết là cái linh quang điện của cao anh ấy là thầy thầy của các anh ấy bốc cho nha, thầy của mình. Hôm nay thầy 99 hơn 90 tuổi rồi. Thầy hơn 90 tuổi, thầy già rồi. Nha, thầy bây giờ không thể đi xa để làm điện lập điện được cho người khác. Và thầy thì rất là công bằng, thầy truyền dạy lại hết cho tất cả các anh em luôn. Đệ tử của thầy là làm sao để lập được một cái điện để cho nó linh thiêng. Thế thì đầu tiên là để lập được cái điện thì các bạn phải xác định là các bạn thờ ai. Thờ ai đã? Nếu các bạn không xác định đúng thì các bạn lập bát hương không đúng. Thế thì nếu mà các bạn muốn giống như cao anh này đấy, thì các bạn thờ ai nào? Các bạn thờ Phật. Đấy, cao anh là sẽ lập bát hương thờ Phật. Trong điện thờ của cao anh là thờ Phật, Phật là cao nhất. Đấy. Có rất nhiều người, tháng nay thầy đang ở sân bay Việt Anh, đang bay sang Mỹ. Đầu tiên là thờ Phật, và đối với cao anh là Phật là vị cao nhất. Đấy. Có nhiều người thì người ta chỉ thờ mẫu thôi, nhưng mà cao anh thì thờ Phật là cao nhất. Và nếu các bạn biết sự tích Mẫu Liễu Hạnh, trận chiến ở Sòng Sơn, được Quan Âm Bồ Tát khoác cho chiếc áo cà sa, thì các bạn biết là đến Mẫu Liễu Hạnh cũng theo Phật, quy Phật. Đấy. Và các bạn biết là đường lối của đạo mẫu cũng không rõ ràng rõ nét, nhưng mà lấy theo kinh của Phật, đạo Phật để mà chúng ta hành sự. Nên là cao anh có thờ Phật. Nên là bát hương đầu tiên ý, cao nhất trong cái điện thờ là nên thờ Phật. Đấy là bát hương thờ Phật nhá. Và trong cái cốt bát nhang ở đấy phải viết là thập phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Nhá, thờ các vị Phật, các vị Bồ Tát. À, nếu các bạn để ý thì linh quang điện các anh thờ mấy vị Bồ Tát. Một là Địa Tạng Vương, một Quán Thế Âm Bồ Tát. Hai là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ba là Mục Kiền Liên, Tôn Giả. Ba cái vị đấy nha. Đấy, nếu mà các bạn để ý thấy. Thì đầu tiên là thờ Phật và Bồ Tát, sau đó là thờ ai, sau đấy là thờ các vị mẫu, thánh mẫu, có tứ vị thánh mẫu luôn, nhưng mà lại có một bát hương ở bên ngoài trời nha các bạn. Có ba vị mẫu ngồi trong điện thôi, một vị mẫu ngồi ngoài trời đấy. Lại nên là các vị mẫu có tới hai bát hương, một bát hương bên trong nhà, một bát hương ngoài trời nha, ở trong nhà. Sau đó là thờ ai nữa? Thờ Đức Thánh Trần. Đấy, thờ Đức Thánh Trần. Nhưng mà không phải thờ mình Đức Thánh Trần đâu, mà thờ Công Đồng Trần Triều. Các bạn phải biết là Công Đồng Trần Triều gồm ai? Gồm Đức Thánh Trần, Vương Phụ là cha, Vương Mẫu là mẹ, Vương Huynh, Vương Đệ, anh em. Đấy, Vương Tử là các con, Vương Nữ, các con là nam là nữ này. Vương Tôn, như là chư vị tướng tá, bộ hạ, các quan Công Đồng Trần Triều nữa cơ. Đấy, Trần Triều là nếu mà các bạn biết là có ít kiêu và giả tượng nữa, nên người ta gọi là thờ Công Đồng Trần Triều nha. Công Đồng Trần Triều chứ không phải mình thờ mình Đức Thánh Trần không đâu. Rồi thờ ai nữa? Thờ chúng ta biết là tứ phủ ấy là mạnh nhất là gì? Một phủ rất là mạnh mới nhất chính là phủ Sơn Trang. Ngay vùng Sơn ấy, Sơn Lâm ấy, Mẫu Thượng Hàn. Thì người ta hay tách một bà chúa Sơn Trang ra, có lầu Sơn Trang để người ta thờ riêng, bởi vì Sơn Trang người ta nghĩ rằng là vùng rừng núi lắm tài nhiều lộc lắm. Nghe là xin tài lộc Sơn Trang ấy, nên lộc rừng lộc núi, ai mà hay làm ăn ở trên rừng trên núi về phía bắc, à phía rừng núi thì người ta hay xin lộc Sơn Trang, nghe không bạn? Lộc Sơn Trang. Và lộc Sơn Trang, những người mà có lộc Sơn Trang là vui vui vẻ vẻ lắm, lúc nào cũng vui vẻ vui tươi lên là múa vui luôn các bạn. Nên là khi mà hầu Sơn Trang ấy, bốn dòng Sơn Trang ấy là vui lắm, nên hầu nhạc văn cũng hay, mà người hầu cũng vui, mà người xem cũng thích, xong rồi tung tài phát lộc. Đấy. Thì đấy là Sơn Trang, thì tách ra một cái lầu Sơn Trang để sờ xin Sơn Trang nha các bạn.
sau đó là thờ bát hương, bát hương thứ tư ấy chính là bát hương thờ hội công, à bát hương thứ năm rồi. Vật này, mẫu hai bát này là bốn này đúng không? À, trần triều một bát là vật này, mẫu này, hai vị mẫu là ba, trần triều là bốn, sơn trang là năm rồi. Bát thứ sáu ấy là bát công đồng. Đấy, bát công đồng. Công đồng gồm ai? Công đồng gồm thờ này, tứ phủ chầu bà, năm tòa quan lớn, 10 dinh các quan, bát bộ sơn trang, đấy, 12 cô trên ngàn dưới thoái, rồi thủ điện công chúa tối tú anh linh, rồi hội đồng chúa bói, hội đồng chúa mường, hội đồng chúa mán, hội đồng chúa chữa, lục cung chúa chầu, các bộ sơn trang, sơn lâm công chúa, rồi tam thập lục công chúa, lục thập hoa giáp thần nương. Đấy, cái bát công đồng nhiều người các vị lắm, nên lại gọi là công đồng tứ phủ ấy. Đấy, rất nhiều bộ. Nhưng mà khi mà chúng ta kêu ấy, chúng ta thờ chung một bát thôi, nhưng mà khi mà chúng ta kêu thì cố gắng kêu đầy đủ tên các bộ hạ công đồng trần, à kêu đầy đủ các vị ở trong đó thì các bạn sẽ được phù hộ nhiều hơn nha. Thì bát này bát công đồng, và dưới bát công đồng ấy có một cái bát rất là lạ kỳ, nếu mà lập điện các bạn phải biết, chính là hạ ban. Hạ là dưới đất, sát đất luôn, thờ ngũ lôi thiên tướng, ngũ hổ đại thần. Đấy, thờ ngũ lôi thiên tướng, ngũ hổ đại thần, rồi thanh xà đại tướng, bạch xà đại quan. Cái bát hương ở dưới là bát hương hạ ban. Thì đấy là các linh vật các bạn ạ, các linh vật. Nhiều người không hỏi là không hiểu là thờ các linh vật thì được gì. Các bạn biết là các linh vật đấy bảo vệ chủ giỏi lắm, bảo vệ chủ ấy, các linh vật rất là trung thành với chủ và sẽ bảo vệ chủ, nên bát hương hạ ban ở dưới ấy, để bảo vệ chủ, để tránh những cái kẻ khác nhòm ngó tập kích mình. Ví dụ làm thầy thì ai sợ ai tập kích, làm thầy thì sợ các âm binh nó tập kích. Đấy, nó đi ngược đường lối của thầy, nó sẽ tập kích mình. Thì ngũ lôi thiên tướng, ngũ hổ đại thần sẽ bảo vệ mình, đấy là những người bảo vệ. Ngoài ra khi mà chúng ta gặp tà ma quấy phá quá mạnh thì có thể sai quan ngũ hổ, sai quan ngũ hổ, bài sai, có bài sai luôn quan ngũ hổ để mà uy hiếp đối thủ, để cho đối thủ phải sợ sệt mà ra hàng. Đấy, chúng ta thấy chưa? Rồi bát hương nữa, thứ hai nữa, nếu mà các bạn mà cầu kỳ một chút thì các bạn có thể tách riêng một bát hương thờ Quan Thế Bồ Tát, một cái tượng Bồ Tát. Rồi trong nhà các bạn phải có một bát hương ông thổ thần linh nha, thổ công ấy. Thì cái bát hương ông thần linh thổ công không phải một ông ấy đâu, các bạn nhớ là không phải một ông đâu nhá, mà là một công đồng các ông luôn. Các anh đọc cho các bạn nhớ này, trong bát hương thần linh của chúng ta gọi là hội đồng thần linh mới đúng, gồm này tôn thần, bản gia, bản xứ, thổ thần, thổ địa, thần tài, chúa đất, tiền chủ, hậu chủ, ngũ phương long mạch, phúc đức chính thần, đông chủ tư mệnh, táo phủ thần quân, phu nhân thần vị. Này còn phu nhân của các vị nữa. Thì đấy là hội đồng các quan cai quản trong cái nhà mình thôi. Các bạn thấy không? Trong một cái nhà thôi mà các quan cai quản nhiều hơn cả dân, nhiều hơn dân. Đọc thế là biết rồi đúng không? Tôn thần, bản gia, bản trạch, bản xứ, thổ thần, thổ địa, thần tài, chúa đất, tiền chủ, hậu chủ, ngũ phương long mạch, phúc đức chính thần, đông chủ tư mệnh, táo phủ thần quân, phu nhân thần vị. Các anh đọc nhằng 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 thấy 15 ông rồi, 15 người rồi. Đấy, nhà các bạn làm gì đến 15 người, cả bố cả mẹ sinh ra cũng chỉ đúng đẻ nhiều con thì cũng đến 4-5 người đúng không? Bây giờ thời giờ thì 4-5 người là mấy đúng không? Làm sao đến 15 người rồi. Nên là người ta bảo là chính quyền âm ấy là chính quyền mà cai quản con người trần gian, là cai quản gọi là chi tiết nhất, cai quản chặt nhất. Chỉ mỗi cái ông thần linh ở trong nhà thôi, bát hương thần linh cũng mười mấy người ngự ở trên đấy để quản lý chúng ta. Đấy. Và hàng năm thì ông công ông táo lên trời để báo cáo công tội của chúng ta vào ngày 23 Tết ấy. Nhưng truyền thuyết thế rằng là nếu mà chúng ta bị các quan các thần linh cai quản thì cực chặt, chặt hơn chính quyền chúng ta đang cai quản chúng ta nhiều đúng không, quản lý chúng ta nhiều. Đấy, chúng ta bây giờ chỉ có ai, ông trưởng thôn này đúng không, rồi ông công an xóm đúng không, đấy hai đấy là thường trực thôi, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, công an xóm, công an khu vực.
Đấy là cùng lắm là ba người như vậy, đúng không? Còn ở trong tâm linh là tới mười mấy vị ở trong nhà các bạn ấy. Nên là khi mà chúng ta nếu mà làm những việc tốt, việc lương thiện, những việc mà hợp thuận ý trời thì chúng ta được 10 ông, 15 ông mới chấm cho chúng ta tốt và độ chúng ta may mắn. Nếu mà chúng ta không làm những việc tốt, những việc lương thiện tử tế thì 15 ông ra phanh phui ra hết. Thế là khổ. Đúng không? Mọi người chia sẻ video đi, các anh chị nói chuyện tí hấp. Hôm nay nói đến việc làm sao để tăng tài lộc, cách thờ cúng như nào cho đúng. Ok, ngoài cái bát hương thần linh ý, thì các anh hay cổ vũ các bạn ấy thờ ông bà tổ tiên. Bởi vì cái truyền thống người Việt của chúng ta ấy là đi nước ngoài thờ ông bà tổ tiên các bạn. Nếu các anh rất là hạnh phúc, bởi vì khi sang Mỹ này này, đến nhà nào cũng thầy ơi, nhà em có cái bát hương bàn thờ gia tiên, thấy hết á. Kể cả những nhà theo Thiên Chúa, theo đạo Thiên Chúa vẫn lập bát hương thờ gia tiên ở nhà. Nên là mình vui lắm. Mình thấy là à, những người đi xa quê nhưng mà vẫn giữ được văn hóa đây. Nên là những người đấy là xứng đáng mình đến nhà chơi đấy. Họ vẫn giữ được gốc đấy. Họ vẫn có bàn thờ, vẫn có bát hương, vẫn thờ cúng. Mùng 1 vẫn thắp hương, vẫn mua hoa hoa trái quả thực về thắp hương các bạn nhé. Vẫn có luôn. Đấy. Đấy là điều mà thấy may mắn. Và khi mà các anh đến một cái nơi nào đó, một cái nhà nào đó mà họ chưa làm việc đấy thì mình cũng thường nói với gia chủ nên làm việc đấy đi. Bởi vì nếu mà chúng ta thờ ông bà tổ tiên ý, của chúng ta ấy thì được sẽ được ông bà tổ tiên phù hộ. Thôi phù hộ đâu chưa thấy, nhưng mà con cháu mình ấy nó sẽ nhìn rằng à, bố mẹ nó vẫn còn gốc. Có nghĩa là vẫn nhớ về quê hương, vẫn nhớ được ông bà tổ tiên thì sau này nó không quên bố mẹ nó. Còn ở Mỹ nha các bạn, trẻ con vô cùng lạnh lùng với cha mẹ sau 18 tuổi. Thường sau 18 tuổi là các bạn sẽ dọn ra ngoài ở, không ở chung với cha mẹ. Các bạn vay tiền đi học, nếu cha mẹ không cho thì chính phủ sẽ cho vay tiền đi học và các bạn sẽ sống độc lập được từ 18 tuổi luôn. Đấy, bạn bè dù ra ngoài ở với nhau, không ở chung với cha mẹ, rất nhiều như thế. Hàng năm có cả năm mới về thăm cha mẹ được một vài lần. Đấy là một cái điều mà truyền thống người Việt Nam của chúng ta không có. Rồi truyền thống người Việt của chúng ta là gì? À, con cháu ông bà nhiều thế hệ sống chung một nhà. Nếu không sống chung một nhà thì sống chung một làng, đúng không? Rất là quây quần bên nhau, ngày giỗ, ngày Tết, ngày chạp gì đấy là người Việt chúng ta quây quần bên nhau đông vui lắm. Đấy, chén chú chén anh rất vui, nhưng ở Mỹ không có điều đấy nha các bạn. Ở Mỹ mà tụ tập được một cái việc mà từ ông bà tổ tiên họ hàng đến mà ăn một cái tiệc cái gì nó vô cùng khó. Thì cái đấy nó không đúng với truyền thống người Việt của chúng ta lắm. Thế khi mà chúng ta thờ cúng ông bà tổ tiên ấy thì con cháu nó hỏi mẹ tại sao mẹ lại có bàn thờ? Sau này ảnh này là của ai? Chúng nó phải biết đúng không? Rồi mình để cái gia phả trên bàn thờ nó sẽ hỏi à cái người này sinh cho người này sinh người này và người này sinh cho mình đúng không? Thì các bạn ấy cũng sẽ biết hơn. Thì khi mà chúng ta có tâm linh thờ cúng, chúng ta cúng ông bà chúng ta ấy, chúng ta có gánh cha mẹ chúng ta thì con cái mình sau này nó mới gánh mình. Còn nếu mà mình không gánh cha mẹ chúng ta thì nó không gánh mình đâu. Đấy. Đấy cũng là vấn đề nhân quả đấy các bạn. Nên là cái việc mà lập một cái bàn thờ bát hương ông bà tổ tiên trong nhà chúng ta để giúp cho gia đình sinh khí của chúng ta ấm cúng này, rồi giúp chúng ta vượng khí, vượng tài, vượng lộc này là một vấn đề nên làm. Đấy. Thế thì người bình thường ấy, đa số người ta chỉ thờ đến thần linh và ông bà tổ tiên thôi. Đấy. Như thế thôi. Tại sao lại thờ thần linh? Đấy, các bạn biết không? Ở đâu cũng có chính quyền hết á. Ông thần linh cai quản nó giống như chính quyền của chúng ta ấy. Nước nào cũng thế. Gần như nước nào cũng có chính quyền. Trừ một số nước không có chính quyền gọi là vô chính phủ, ít lắm. Ở đâu cũng có chính quyền. Thế thì chúng ta phải tuân thủ luật pháp đúng không? Chúng ta phải tuân thủ luật pháp. Chúng ta phải học luật, chúng ta phải hiểu luật, phải hiểu chính quyền để chính quyền mình tương tác với họ để họ giúp đỡ mình trong quá trình làm ăn và sinh sống. Thì trong tâm linh cũng thế, khi mà các bạn phụng thờ chính là các bạn mở cửa cho ông thần linh ấy vào nhà chúng ta để có gì ông ấy hướng dẫn, ông ấy điều chỉnh, ông ấy phù hộ phù giúp đấy. Thế còn nếu mà các bạn không thờ ấy cũng được thôi, thì nó không khác gì ở Mỹ ấy, là ông cảnh sát ấy không vào được nhà dân đâu, không cho vào, vào không cho vào thôi. Đến nhà cảnh sát, đến nhà đứng ngoài cửa gõ cửa không cho vào thì phải đi ra đấy, không vào được, không thích là vào đâu. Thì nó giống như tuyệt đường với cảnh sát, không chơi với cảnh sát, nói gì không nghe, kệ kiểu thế. Khi nào mà mình hư quá thì người ta đến, người ta có lệnh cưỡng chế rồi. Thế thì nếu mà chúng ta thờ thần linh ấy là chúng ta giống như chúng ta mở một cái cửa để cho họ giao tiếp với mình, có vấn đề gì ấy, họ sẽ báo mộng cho chúng ta, sang tai với chúng ta, đánh tiếng cho chúng ta để chúng ta biết, để chúng ta điều chỉnh đấy, để cho nó phù hợp.
để sống cho nó thuận thiên, để cho hợp luật pháp. Sống thuận thiên không khác gì sống hợp luật đấy các bạn. Sống và tuân thủ luật pháp, đấy người ta gọi là thuận thiên đấy. Mỗi thời mỗi khác, nhưng mà luật pháp là thứ quy định chung, chúng ta nên tuân thủ. Nên là đừng có nên nghịch thiên nhé. Người sau này các cao anh mà nói là sau này các cụ nói là xưa nay á, nhân định thắng thiên cũng nhiều, nhưng mà đừng có nghịch thiên, nghịch trời nguy hiểm. Người mà nghịch thiên là nghịch trời, lại nghịch đất nữa, nghịch địa mệnh, nghịch với người bình thường là đi, nghịch thiên, nghịch địa, nghịch trời là mất, là hỏng. Nghịch thiên không đã khổ rồi, nghịch địa còn khổ nữa, bởi vì địa gần mình hơn trời. Nên là làm sai luật pháp là gọi là nghịch địa. Nên tốt nhất là các bạn đừng có nghịch, sống thuận thiên là tốt nhất. Ok, thế thì những nhà thông thường thì các bạn chỉ thờ thần linh là một, gia tiên là hai. Nếu các bạn không biết là sẽ thờ như thế nào cho nó ok ấy, thì các bạn phải nhớ các anh nhắc cho các bạn như thế này này. Các bạn đơn giản hóa thôi, các bạn chỉ thờ cần 3 bát hương thôi. Đấy, đơn giản. Đơn giản nhất. Hoặc là 2 bát thôi, nhưng mà thường các anh sẽ thích số 3 hơn. Số lẻ thì tốt hơn. Đấy, số lẻ thì tốt hơn nhá. Thì 3 cái bát hương đấy là tối thiểu cho một gia đình các bạn nên có. Và bình thường là như vậy thôi. Cái bát hương ở giữa là thờ thần linh, gồm tôn thần, bản gia, bản trạch, bản sứ, thổ thần, thổ địa, thần tài, chúa đất, tiền hậu, địa chủ, ngũ phương, long mạch, phúc đức, chính thần, ô chư tư mệnh, táo phủ thần quân, phu nhân, thần vị. Đấy, cái vị đó đó. Mà sáng hôm nay mùng 1 mà các bạn thắp hương mà các bạn xin được ấy, là đủ tất cả các ông đấy, là các ông ấy đều buồn cười, là vui đấy. Đấy, là sợ phù hộ cho. Kêu tên là được phù hộ mà, đúng không? Các bạn có thích cao anh kêu tên không? Đang comment từ nãy giờ mà thầy cao anh nhắc tên phát là các bạn có thích không? Thích quá đi chứ, các bạn còn thích trở lại các vị thần linh, đúng không? Đấy, Đỗ Huấn này, Len Lê này, các bạn thả tim like nhau lên. Ai chẳng thích người khác đọc tên mình, đúng không? Được người khác biết mặt biết tên cũng là hoan hỉ mà. Nhưng khi mà chúng ta đọc các vị tên thần linh đấy thì các vị thần linh nó hoan hỉ, xã độ chúng ta nhỉ. Ví dụ như các bạn hay comment trên Facebook này bảo thầy ơi độ cho con với, ví dụ thế, mặc dù các anh không quyền lực gì cả nhưng mà nghe câu đấy thôi đã thích rồi. Thế là mình đã thấy là ồ, cái người này mình nên quan tâm đến họ. Thế là các bạn cũng nhận được một năng lượng tích cực rồi. Ok không? À, tiếp theo nữa là bát hương hội đồng gia tiên. Thì các bạn bảo là bố mẹ con thờ thì con có thờ không thầy? Thờ thoải mái, thờ tốt. Bởi vì cứ dựa vào bố mẹ thờ mà chúng ta không thờ, làm gì có chuyện đấy. Không có thể ủy thác cái việc chăm ông bà của mình cho bố mẹ mình được. Lần này cao anh về Việt Nam ấy, là ông ngoại cao anh ốm. Ông ốm ấy, nên cao anh cũng phải về để chăm ông, đưa ông ra Hà Nội để chăm sóc. Mặc dù bố mẹ vẫn còn, nhưng có dám ủy quyền 100% bố mẹ đâu, đúng không? Các anh vẫn phải đến chăm sóc, vẫn phải đưa đi bệnh viện, đi khám sức khỏe. Mặc dù mình là cháu nha, bố mẹ vẫn còn, nhưng mình vẫn quan tâm đến ông bà mình. Các bạn cũng thế, bố mẹ mình còn, mình vẫn nên thờ. Bởi vì cái việc bố mẹ mình đối xử với ông bà là một việc khác, còn mình đối xử với ông bà mình là một việc khác. Các bạn nhớ nhé. Chưa chắc đã bố mẹ mình đầy đủ thời gian và cái tâm linh và quan tâm đến ông bà tổ tiên mình đâu. Mặc dù có bát hương đấy, nhưng mà việc thờ chắc gì đã chuẩn, chắc gì đã đúng, mà chắc gì đã am hiểu, mà chắc gì đã có linh thiêng, chắc gì các cụ đã về được. Nên các bạn cứ làm, các bạn cứ thờ ông bà tổ tiên bình thường, đừng có ủy thác vào cha mẹ việc đó. Thế các bạn ở nước ngoài thì sao? Nước ngoài cũng được, cứ thờ, người ta gọi là có thờ có thiêng. Các bạn nhớ là linh hồn của các cụ đi vượt không gian luôn, không có nơi nào không đến được. Nên các bạn ở nước ngoài các bạn vẫn lập thờ bình thường đấy. Nên các bạn nhớ cho các anh là trong cái bát hương đấy là hội đồng gia tiên. Hội đồng gia tiên thì thường gồm những ai? Thì thường người ta sẽ không phải là trưởng họ, trưởng tộc gì đấy, người ta sẽ thờ năm đời trở xuống. Nó gồm ngũ đại đồng đường, tứ đại tổng đường, tam đại đồng đường, tứ ân tổng báo, hội đồng ông mãnh, hội đồng bà cô bé tại gia, cậu bé tại gia, cô bé đỏ, cậu bé đẻo. Đẳng đẳng các chư vị chân linh, hữu danh vô thực, hữu thực vô danh. Đấy là những người mà mình không biết tên nữa, năm đời trở xuống là như vậy. Nếu các bạn thờ được như thế là các bạn ngon rồi. Đấy. Có những người các bạn đâu biết tên đâu, thì các bạn cứ gọi là ngũ đại đồng đường của chúng con là có ai thì về hết. Đấy chưa? Thì đấy là việc thờ cúng rồi, các bạn được may mắn nha. Đấy là cái bát hương hội đồng gia tiên. Một bát hương nữa là bát hương bà cô ông mãnh. Thì các bạn biết là bà cô và ông mãnh là hai cái từ mà nghe thì nhiều nhưng ít người hiểu một cách rõ ràng.
Bà cô ấy chính là cái người phụ nữ mất trẻ nhưng chưa chồng. Ok không? Bé đỏ không thể là bà cô được. Ví dụ như chúng ta bị sảy thai, bỏ thai thì bạn đấy không bao giờ là bà cô được, chỉ là bé đỏ đó thôi. Muốn là bà cô là phải có hình hài ra rồi. Có hình. Sinh ra có hình rồi. Mất trẻ như vậy mới gọi là bà cô. Sinh ra rồi mà mất thì mới gọi là bà cô. Ông Mãnh cũng vậy, sinh ra rồi mà mất thì gọi là ông Mãnh. Ví dụ như chúng ta có liệt sĩ mà chưa lấy vợ, bia liệt sĩ là gọi là ông Mãnh đấy. Người đấy được gọi là Mãnh tướng. Tổ cô Mãnh tướng, các bạn nhớ nha. Còn bé đỏ không gọi là bà cô, không gọi là ông Mãnh được. Đấy. Thế thì trong quan niệm của chúng ta ấy, là bà cô ông Mãnh ấy, thì có bà cô, rồi tổ cô. Đấy. Bà cô là cũng tổ cô nữa cơ, tổ là còn trên nữa cơ. Thì bà tổ cô ấy trong cái dòng họ thường là người quyền lực nhất. Bởi vì chúng ta là theo đạo mẫu. Đạo mẫu nghe các bạn. Thế là người phụ nữ là người quyền lực nhất trong gia đình. Thì như thế người ta hay cầu đến bà tổ cô. Khi chúng ta cúng thì chúng ta hay cầu bà tổ cô ấy. Nên là cái bát hương thần, cái bát hương bà cô của chúng ta ấy, bà cô ông Mãnh ấy, là chúng ta không gọi là bát hương bà cô ông Mãnh, mà gọi là hội đồng bà cô, hội đồng ông Mãnh mới đúng. Bởi vì bà cô thì nhiều bà cô lắm. Có bà tổ cô, các cô thấp hơn. Một gia đình có nhiều bà cô, không phải một bà cô. Cứ chết trẻ là bà cô. Đúng không? Ông Mãnh cũng thế, là hội đồng ông Mãnh, có ông Mãnh tổ, ông Mãnh con, đấy, ông Mãnh chú, ông Mãnh bác, nhiều lắm. Nên cái bát hương mà thờ tách riêng đấy là thờ hội đồng bà cô và hội đồng ông Mãnh. Đấy, đấy là những người mà mất trẻ, họ thường đi hầu thánh. Họ hầu ở đâu? Các bà cô ông Mãnh thì thường hầu ở lầu cô, lầu cậu. Đấy, thường là theo cô, ví dụ theo hầu cô 9. Người thì hầu ông Mãnh thì người thì hầu ông Hoàng 10, đi hầu ông Hoàng 10. Và người thì hầu ông Hoàng 3. À, cha mẹ Cao Anh ấy thì có mất bị nhà gia ai Cao Anh ấy là một em bạn trai út. Nhưng mà sau Cao Anh thì Cao Thắng và một bạn trai út nữa mất trẻ. Và bạn đi hầu ông Hoàng 10 các bạn ạ. Mỗi lần Cao Anh đi vào ông Hoàng 10 là bạn đều ra đón và cảm thấy mình rất là vui vẻ hoan hỉ. Khi mình vào ông Hoàng 10 là mình xin cho bạn ấy là được ông Hoàng 10 quan tâm đến để cho thăng quan tiến chức. Ui, về trong lòng vui vẻ vô cùng. Chưa lần nào đi ông Hoàng 10 về mình buồn hết. Lần nào cũng vui vẻ. Và cứ đi ông Hoàng 10 về là công danh sự nghiệp của mình thăng tiến một vụt luôn. Các anh này, nói thật với các bạn đấy. Bởi vì có thằng em trai hầu ông Hoàng 10. Nhà có người làm quan, nhà có người làm trợ lý cho quan. Đấy, em trai ruột của Cao Anh là hầu Hoàng 10, hầu thánh Hoàng 10 ấy. Nên là mỗi lần ấy vào vui lắm. Đấy, cần gì là đi vào ông Hoàng 10 là xin cho em, để ông Hoàng 10 quan tâm để độ cho em hơn. Xin công danh sự nghiệp cho em đấy. Được cái bạn cũng ngoan, chắc là cũng được chức tước. Đấy, thì các ba bát hương quan trọng nha, là thần linh này, hội đồng gia tiên, hội đồng bà cô Mãnh. Ok chưa? Đấy là bình thường là như vậy thôi. Còn nếu bắt đầu các bạn cao level hơn một chút, các bạn muốn tu tập Phật pháp, đúng không? Thì các bạn sẽ bốc bát hương thờ Phật. Nhưng bát hương thờ Phật của chúng ta, chúng ta thờ Phật thì chúng ta thờ cả Quán Thế Âm Bồ Tát nữa. Thường là chúng ta thờ Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát. Thường trong nhà thì người ta có thể không dám ở ảnh Phật, bởi vì nghĩ cao quá không dám, nhưng mà Bồ Tát thì ok. Tượng Bồ Tát, Phật Bồ Tát thì ok. Nhưng mà Phật thì chả ai cấm thờ cả bạn. Phật tại tâm mà, không ai cấm thờ cả. Bốc bát hương thờ Phật là được rồi. Trong bát hương thờ Phật thờ các vị Bồ Tát nữa. Nhưng mà trong nhà thì không nên để 4 bát hương cộng lại là 4. Đấy, nhưng thường đã bốc bát hương thờ Phật rồi thì người ta phải bốc thêm một bát hương nữa trong nhà để cho nó đủ 5 bát, cho nó đủ ngũ hành. Cho nó đủ âm dương ngũ hành ấy. Thì thờ ai? Thì thường là người ta sẽ phối thờ, người ta sẽ thờ thần tài và thổ địa. Thì thần tài với thổ địa thì bốc chung một bát hương được các bạn nhé. Thật ra hai ông ấy là nếu mà chúng ta lập đủ ấy, thì nó nằm trên bát hương thần linh rồi đấy. Chúng ta thích tách riêng các ông ra để chúng ta thờ thì gồm có thần tài thổ địa nữa. Thì trong nhà các, nếu mà các bạn cầu kỳ quá thì 5 bát, bát thờ Phật, bát thờ thần tài thổ địa, bát thờ hội đồng thần linh, bát thờ hội đồng gia tiên, bát thờ hội đồng bà cô Mãnh là 5 bát nha các bạn. Còn các bạn lập điện thì lúc nãy các anh nhắc rồi, các bạn lập điện thì các bạn thờ Phật này, bát hương thờ Phật này, bát hương thờ mẫu này,
bên trong nhà này, bát hương thờ mẫu bên ngoài trời là 3 này, bát hương thờ Đức Thánh Trần là 4, bát hương thờ Sơn Trang là 5, bát hương thờ hội đồng tứ phủ là 6, hạ ban thờ hạ ban là 7. Đấy. Có 7 cái bát như thế trong một cái điện là ổn rồi. Và Cao Anh cũng chỉ thờ có vậy thôi. Nên là các bạn mà thờ mà loe nhoe ra nhiều bát hương ấy, mà khi mà nó không được tố hảo, nó không được sạch sẽ, nó không được chỉn chu ấy, thì còn bị phạt cơ. Thế là thờ như vậy đủ rồi, không nên là quá đa lễ nha các bạn. Và gần đây thì rất nhiều người có nói là có căn hầu, là phải hầu như thế nào, phải làm như thế nào cho đúng. Nếu mà bị thầy phán có căn thì là làm như thế nào cho nó chuẩn. Thì Cao Anh nói thật với các bạn, mặc dù Cao Anh là người theo đạo mẫu, nhưng luôn luôn muốn, không muốn lãng phí cho người dân. Có tín ngưỡng nhưng mà không lãng phí. Vàng mã mọi thứ đốt vừa phải, có đốt vàng mã rất vừa phải, không nên nhiều, vừa đủ thôi. Đấy. Còn cái việc mà Cao Anh hầu nhiều cũng không nhiều lắm. So với các thầy thì Cao Anh hầu ít. Một năm cũng chỉ hầu khoảng tầm 6 lần. Năm khoảng 6 canh hầu. Với một ông thầy đồng thì một năm 6 canh hầu là ít, nhưng Cao Anh nghĩ như thế là đủ rồi. Còn đối với các đệ tử thì luôn luôn các bạn ấy không có cái tâm trí là hầu thánh, thì Cao Anh luôn xin cho các bạn ấy thôi, mình xin nhận làm hộ. Nên trong cái bài khấn của Cao Anh mà khai khấn cộng đồng tạm, cộng đồng tham tứ phủ ấy, đấy, con xin các ngài ấy, phù hộ độ trì cho con được, con cam kết với các ngài là phụng sự cửa đình thần tam tứ phủ đến mãn chiều xế bóng. Nên là Cao Anh sẽ phụng thờ các ngài, hầu thánh các ngài đến khi nào chết thôi. Và cái nguyện đấy của mình ấy là những bạn nào mà không hầu được, Cao Anh sẽ hầu hộ cho, nên là sẽ giúp các bạn để hầu. Thế nào là hầu hộ? Ví dụ như các bạn trên Facebook này này, các bạn không có điều kiện đi hầu mà nhìn Cao Anh hầu, mà các bạn bảo ôi ông này là thầy mình đấy, đang hầu kìa, thế là cũng vui rồi, đúng không? Cao Anh đi nghiên cứu tôn giáo các bạn ạ. Đi nghiên cứu tôn giáo. Nhưng mà không phải có những tôn giáo họ làm lễ lớn lắm, rất là tốn kém. Lễ lớn, tốn kém, đại đàn, đại lễ có lắm. Đấy. Nhưng vấn đề là nó tốn kém ở mức tập thể, có nghĩa là nhiều người góp tiền vào để làm cái lễ đó. Nên là chia ra ấy, là mỗi cái thành phần, mỗi thành viên nó ít. Đấy. Còn riêng cái hầu đồng của chúng ta nha các bạn, là cái con nhang đệ tử mà phải đi hầu ấy là khổ đủ đường luôn. Thứ nhất là phải mất tiền mua lễ, thứ hai mất tiền mua mã, thứ ba phải trả tiền cho thầy cúng, phải cúng thì mới hầu được, thứ tư là phải cho cung văn, thứ năm là thầy mở đồng cho mình. Đủ thứ. Vấn đề không phải một lần, mà vấn đề lại cứ một năm lại phải hai vấn, đầu năm cuối năm, rồi lại tiệc, rồi năm nào cũng phải như vậy, rồi lại 3 năm tạ, rồi lại 6 năm, rồi lại 9 năm, rồi lại 12 năm. Tóm lại là theo đuổi một cái thứ như vậy vô cùng tốn kém với những người không đủ điều kiện. Nên là các vị thánh ấy, nếu có chấm đồng ấy, thì chấm những người có điều kiện một tí, chứ chấm những người không có điều kiện thì tốt nhất chúng ta làm thầy chúng ta xin cho họ thôi, xin tha cho họ. Đấy. Vậy các bạn biết rồi, được các bạn chưa hầu thánh, các bạn chưa thấy, khi mà ngồi hầu ấy được thấy hoành tráng lắm. Tại sao hoành tráng? Bởi vì có người cơm bưng nước rót cho mình. Đấy, đưa rượu, rót rượu cho uống, rồi hầu, rồi cận, rồi lo, rồi lau mồ hôi, rồi hát cho mình nghe, cảm thấy sung sướng. Sung sướng thì mất tiền, đúng không? Đạt tình trạng trái sung sướng mất tiền, phải trả tiền thì ngồi mới hát cho, phải có ban tài tiếp lộc, rồi để có tứ trụ thì mình cũng phải phát lộc cho họ, đúng không? Để được cái hôm đấy hầu thì cũng phải có thầy cúng viết sớ sách, cúng tuyên kinh, đọc kinh tuyên sớ, rồi cúng lễ, rồi phải chay mặn, đấy, rồi phải phát tấu, đủ thứ để được làm lễ. Thì cái lúc hầu nó sướng lắm. Đấy, sướng là vì được là gì? Được trọng vọng mà. Người ta tôn thờ mình xem như một vị thánh ấy.
Nhưng cái đằng sau cái sướng đấy thì tốn kém rất nhiều các bạn ạ, mất rất nhiều tiền tài. Nên là các anh luôn có chủ trương ấy, người nào mà người ta đủ tâm can, đủ trí tuệ, đủ thông minh thì chúng ta hãy bắt họ ra làm thầy. Còn đã không biết gì mà cứ bắt ra đi làm cô đồng với thầy đồng thì khổ người ta ra. Các bạn có hiểu các anh nói không? Mỗi người khi xem tử vi, mỗi người người ta chỉ hợp với một số nghề thôi. Một số nghề, không hợp với tất cả nghề được. Người ta chỉ có một số lộc ở các loại thôi. Chúng ta không thể bắt một người không có lộc soi, lộc bói đi soi đi bói được. Không phải cứ trình đồng mở phủ là đi soi đi bói được đâu, không phải. Không phải đâu các bạn. Ngay như lớp cao anh dạy các bạn cái tử vi ấy, dạy 100 bạn thì sau này 5 bạn có thể làm việc được. Còn 95 bạn không làm việc nữa. Là quên lãng chương trình học ấy luôn. Quên luôn. Thế các bạn thấy không? Người ta không đủ duyên mà cứ bắt người ta ra là khổ người ta. Không phải khổ một lần mà khổ nhiều lần, khổ cả đời luôn. Mà hầu thánh thì tốn kém lắm các bạn. Tại vì đồng là lại còn phải cạnh tranh nhau, lại còn phải là phải bằng bạn bằng bè, thế là cũng phải làm xịn hơn. Rồi phát lộc thì cũng muốn phát nhiều cho cung văn, phải phát cho các mọi người cho nó đỡ ê mặt kiểu thế, lại tốn kém nữa, nên khổ lắm. Nên là các thầy mà khi mà cân nhắc kỹ, khi ai người ta có căn làm thầy được, có căn làm thầy được ấy, thì hãy cho người ta ra làm thầy. Mà người ta không căn làm thầy đừng có cho người ta ra, đừng có hứa với người ta là số này làm được thầy, xong rồi mở đồng mở phủ làm được thầy là không làm được, lại khổ người ta ấy. Khổ, thất vọng, khổ. Nếu bạn biết là để có căn làm thầy ít lắm, một cách chuyên nghiệp ít lắm, không nhiều đâu. Nhưng mà chả nước nào nhiều thầy bằng mình đâu nha các bạn. Nhất Việt Nam là một đất nước nhiều thầy, rất nhiều thầy. Đúng không? Bây giờ chúng ta, người ta đến gặp mình ấy, người ta đến gặp mình ấy, bao giờ người ta cũng có một cái nhu cầu khám phá bản thân. Khám phá bản thân. Ai cũng muốn biết là tôi có năng lực gì, tôi sẽ làm được cái gì thành công, và khi nào tôi làm thành công việc đó, nghĩa là vận nào thì tốt. Ai cũng mong muốn điều đó. Nên là khi mà đi xem cho các bạn ấy, là các anh luôn luôn nói là điểm mạnh của cái bạn mà đến xem là gì. Bạn có thể phù hợp với ngành nghề gì, bạn có thể sống ở nước nào, hay sống ở Việt Nam, hay sống ở cái hướng nào, làm cái gì thì tốt. Cái đấy là cái quan trọng nhất. Để đổi đời được một con người á, là mình phải chỉ cho họ biết được cái năng lực thực sự tiềm ẩn trong họ và cái thời điểm phù hợp để người ta thực hiện việc đó, và cái vị trí về mặt địa lý để người ta thực hiện việc đó cho thành công. Các bạn nhớ chưa? Đấy. Có những cái nghề ấy, ở nước này thì thu nhập cao, nhưng ở nước khác là thu nhập thấp. Các bạn nhé. Không phải. Có những nghề như vậy. Nên là khi mà chúng ta hiểu, chúng ta chỉ cho họ về khả năng, về năng lực, về vị trí, về địa lý để người ta làm việc là người ta ok nhất. Đấy. Nên là khi mà trả lời, khi mà xem cho mọi người ấy, là các anh sẽ cố gắng trả lời này. Tôi là ai? Nên là bạn là ai? Đấy, bạn là ai? Bạn giỏi việc gì? Khi nào thì bạn vào vận tốt để làm việc? Bạn nên sống ở đâu và làm việc ở đâu thì phù hợp? Đấy là những cái mà Cao Anh hay trả lời cho các bạn đấy. Bạn đầu tư vào cái gì là tốt nhất? Đấy. Khi nào thì bạn gặp cái vận mà không may mắn về tài chính? Khi nào thì gặp vận không may mắn về hôn nhân? Và đưa luôn cách xử lý luôn. Cách xử lý Cao Anh có nhiều thứ, chứ không phải nhất thiết là cái gì cũng cúng. Nhớ nhé. Cúng giải chỉ là một trong 12 phương pháp cải tạo vận mệnh thôi. Nếu các bạn để ý cái bài Cao Anh nói 12 phương pháp cải tạo vận mệnh ấy, cúng giải chỉ là một trong những phương pháp đấy. Cảm ơn Nguyễn Sáu. Ui.
sắp đến giờ bay rồi. Say mê nói chuyện mọi người quá, sắp lỡ chuyến bay rồi. Xem nào. Việt Nam Airlines. Hôm nay bay qua Hồng Kông các bạn ạ. Sau này từ Hồng Kông bay sang Mỹ. Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt các bạn, tạm biệt mùa thu Hà Nội. Các anh đã có mấy ngày trải nghiệm mùa thu Hà Nội thật là tuyệt vời. Các anh lại lên đường đi học tập tiếp đây. Thỉnh thoảng sẽ chia sẻ với mọi người. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và chia sẻ video. Chúc các bạn có một ngày mùng 1 đầu tháng may mắn, công việc hanh thông. Chúc các bạn ở lại có sức khỏe tốt. Các anh sẽ đi nhiều nơi và nếu có điều kiện thì sẽ quay hết lại cho các bạn, chia sẻ với các bạn, chia sẻ về cuộc sống đó đây khắp nơi trên thế giới cho các bạn xem. Và hy vọng các bạn sẽ có động lực để làm sao mà cũng thể đi, có thể đi được khắp thế giới. Hôm nay chia tay rất là bịn dịn. Thầy chuẩn bị về Mỹ. Bây giờ thầy về Mỹ bây giờ đây. Bây giờ sang Hồng Kông trước. Sang Hồng Kông rồi mới sang Mỹ. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video và chia sẻ nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye mọi người. Giờ phải ra máy bay đây. Muộn giờ rồi.